chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của DIS Workshop. Mình là Thương, giáo viên đến từ DIS Workshop. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 cụm từ hay được sử dụng trong IELTS Writing để mọi người tham khảo và phần nào giúp mình nâng trình cái bài writing của mình lên nha. Đầu tiên, khi chứng minh quan điểm của mình thì thường các bạn sẽ cần phải nêu ví dụ. Và khi nói về ví dụ thì mọi người hay nghĩ example nha, cho nên ở đây mình có một từ khác nghĩa cũng khá giống vậy và nó học thuật hơn, đó là instance. Rồi, ví dụ ha, some people see slavery as an instance of abuse of human rights. Rồi, một số người xem chế độ nô lệ là một ví dụ của việc lạm dụng nhân quyền. Ok, từ thứ hai, rồi khi mình nêu điều đối lập mình sẽ có từ the converse. The study appears to show the converse of what was expected. Rồi nghiên cứu là dường như cho thấy điều đối lập của những gì được mong đợi. Từ thứ ba, nếu muốn nói về cái việc thể hiện, chỉ ra thì ngoài từ show, mình còn có từ demonstrate, indicate. Rồi ví dụ, new research demonstrates or indicates that human activities adversely affect the environment. Nghiên cứu mới chỉ ra rằng là các cái hoạt động của con người ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. Rồi, từ thứ tư thì khi viết chắc chắn là các bạn sẽ phải thể hiện những ý như là A gây ra B. Thì ở đây gây ra mình có cái từ cause hoặc là trigger. Ok, ví dụ ha, hormonal imbalance might trigger symptoms of depression. Sự mất cân bằng về hormone có thể gây ra triệu chứng của trầm cảm. Ok, rồi và cuối cùng một tính từ không thể thiếu, đó là từ quan trọng ha. Và mình nếu mình đã chán cái từ important rồi thì mình có thể thay bằng từ crucial với nghĩa là cực kỳ quan trọng. Rồi ví dụ, participation in extracurricular activities is a crucial element in helping students. Rồi tham gia các hoạt động ngoại khóa là một yếu tố cực kỳ quan trọng giúp học sinh. Đấy ha. Rồi vậy thì lần sau khi viết nha, mọi người hãy thử dùng những cái từ này để mình bài viết của mình nó mang tính học thuật hơn nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Mọi người hãy like, share và subscribe kênh YouTube của DIS Workshop Thành phố Hồ Chí Minh để có thêm nhiều nội dung hữu ích nha. Rồi, bye bye.